Ngay lễ trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 9 tháng 12 năm 2017, nhân ngày quốc tế nhân quyền. Thành phố San Jose hôm nay, thưa quý vị, có một cái buổi tuyệt thực để đồng hành với những cái người mà vì yêu nước đấu tranh đang phải ở trong nhà tù. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng được biết rằng Hội Ái hữu tù nhân chính trị và tôn giáo ở hải ngoại cũng đã có trao những cái giải thưởng nhân quyền cho những người đấu tranh dân chủ ở trong nước. Bên cạnh chúng tôi là, thưa quý vị, giáo sư Nguyễn Văn Canh. Ông là một giảng sư ở Đại học Luật khoa trước 1975. Và ông cũng là cái người đã có những cái bạch thư nói về cái chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa. Thưa thầy, với cái hiện tình đất nước sau 42 năm mà Cộng sản cứ chiếm miền Nam, với một cái thể chế mà gọi là hèn với giặc, ác với dân, nhân ngày quốc tế nhân quyền này, thầy có điều gì để nói về tình trạng nhân quyền cũng giống như cái thái độ gọi là hèn với giặc, ác với dân và bán nước của cái chủ nghĩa Cộng sản, thưa thầy? Thưa anh Nghe Lữ, khi mà anh dùng chữ hèn với giặc, ác với dân thì nó đã nêu rõ đầy đủ ý nghĩa của vấn đề. Tụi Việt Cộng là cái tụi này đã bán nước và chúng nó là sử dụng những biện pháp bạo lực để làm sao chấn áp tất cả những người dân ở trong nước, ngay cả những người dân, người công dân nào đó nói về vấn đề nhân quyền thì nó là áp dĩ nhiên rồi. Những ai mà nói về vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa là chủ quyền của mình, nó cũng đàn áp luôn nữa. Thành ra cái tình trạng đó, chúng là một bọn tà quyền, nó bán nước, nó hại dân. Thành ra những cái việc, những người đấu tranh ở trong nước đó là những người anh hùng. Họ hy sinh, họ chấp nhận những gian khổ, đối đầu với lại một cái thế lực mạnh, vừa quá mạnh, là cả một cái hệ thống cảnh sát, công an, cả hàng trăm ngàn người để mà trấn áp họ. Thành ra những ngày nhân quyền như thế này, đồng bào của chúng ta tụ họp lại ở các nơi để nói lên tiếng nói là chúng ta không thể chấp nhận chế độ đó và hỗ trợ cho những người đấu tranh. Dạ vâng, thưa thầy, thầy cũng là một người đã từng dạy, đào tạo rất nhiều luật sư trước năm 75. Tuy nhiên, có những luật sư được đào tạo sau năm 75, nhưng mà họ đã không bị nhồi sọ với thế giới Cộng sản và họ đã can đảm để đấu tranh nhân quyền, thậm chí là họ đã nói rằng luật sư muốn làm giàu ở trong nước hiện giờ là chỉ có nước chạy án mà thôi. Và một luật sư trẻ luôn luôn đó đứng bên cạnh những người dân quan, thậm chí ông làm miễn phí rất là nhiều, thì ông lại bị tước cái bằng luật sư. Đó là luật sư Võ Văn Đôn. Thưa thầy, nếu có một điều gì đó, với tư cách là một người tiền bối của ngành luật, thầy sẽ nói điều gì với lại cái luật sư trẻ Võ Văn Đôn, thưa thầy? Tôi rất ca tụng luật sư Võ Văn Đôn. Tôi có theo dõi hoạt động của ông ở Tuy Hòa cũng như ở Nha Trang, là một người rất là đáng quý. Những người như vậy là những người mà ít có ở trong xã hội, kể cả Việt Nam cũng như là ngoại quốc. Thành ra tôi hết sức ca ngợi luật sư Võ Văn Đôn. Dạ thưa thầy, có cái điều đó là một người lớn tuổi. Kính thưa quý vị, thầy Nguyễn Văn Canh hôm nay cũng đã trên 80 rồi, thưa quý vị. Nhưng mà thầy nghĩ như thế nào, cũng là một cái người chồng, người cha và là một người thầy nữa. Thầy nghĩ như thế nào khi mà Cộng sản rất là nhẫn tâm đi bắt giam những người phụ nữ có là mẹ của những đứa con còn rất là nhỏ, tuyên bố những cái bản án 9 và 10 năm như là Nga hay là mẹ nắm quyền Như Quỳnh, thì có một điều gì đó chia sẻ với gia đình của những người phụ nữ này và các cháu, thì thầy sẽ nói điều gì? Đối với các cháu thì tôi rất là cảm thông những khó khăn của các cháu và chúng tôi rất ngưỡng mộ cũng như là kính phục cả kể cả bà má của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, là những người chấp nhận những hy sinh cho con cái của mình, là cái cô mẹ nấm đó, để làm những cái gì cho đất nước, để mong cầu mong rằng đất nước được an bình, được tốt đẹp hơn là sống ở trong chế độ ngục tù Cộng sản. Thưa thầy, nếu có một lời nào đó nói với những người đương chức đương quyền Cộng sản mà hiện nay đó 42 năm rồi họ đã cầm quyền, họ vẫn có những thái độ giống như là Nghĩa Lữ vừa nói, thì thầy sẽ nói điều gì nhân ngày quốc tế nhân quyền này, thưa thầy? Họ là những kẻ tàn ác và xã hội sẽ đào thải họ, và trong tương lai gần không xa đâu, họ sẽ là những người tội đồ của dân tộc. Kính mời quý vị đứng lên nghiêm chỉnh để làm lễ chào quốc kỳ. Lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng hòa, quốc ca Việt Nam Cộng hòa.
để tưởng nhớ đến chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ đồng minh với hơn 58.000 chiến sĩ Hoa Kỳ đã hy sinh để bảo vệ lãnh thổ tự do dân chủ cho Việt Nam Cộng Hòa, để tưởng nhớ đến quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã thiệt mạng trong lao tù Việt Cộng và trên đường vượt biên vượt biển tìm tự do. Phút mặc niệm bắt đầu. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã công bố bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền gồm có 30 điều khoản, trong đó quy định những quyền tự do căn bản của con người, đó là quyền tự do lập hội, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do cư trú, vân vân, để đề phòng những sự lạm dụng. Điều 30 tức là điều cuối của bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền xác nhận rằng không có một tổ chức nào, không có một đảng phái nào, không có một chính phủ chính quyền nào có thể lợi dụng bất cứ điều gì để diễn dịch bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền để cướp đi những cái quyền tự do căn bản của con người. Nhóm anh em thiện chí chúng tôi đã tổ chức liên tục 84 tuần lễ mỗi ngày cuối tuần đến đây để đòi hỏi một cái môi trường sạch, một cái chính quyền minh bạch, một cái sự tôn trọng nhân quyền, và cũng đòi hỏi Tàu Cộng phải rút lui khỏi biển đảo Việt Nam của chúng ta. Nhân ngày quốc tế nhân quyền hôm nay, người Việt tị nạn Cộng sản Việt Nam tụ họp tại đây báo cho Đảng Cộng sản Việt Nam biết rằng chúng là tội đồ của dân tộc. Dân tộc Việt Nam sẽ không tha thứ cho chúng, và trong tương lai gần đây chúng sẽ phải đền tội trước dân tộc. Ngày hôm nay, năm đúng ngày mùng 10 ngày mai December, cách đây vào năm 1948, Liên Hiệp Quốc đã chấp thuận bản công bố về nhân quyền thế giới, và sau đó tất cả các nước đều cùng ký, về kể cả Việt Nam. Tuy nhiên, Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục thực hiện một chính sách tàn ác dân chúng. Mới đây nhất, mới đầu tháng cái đây 9 ngày, là thế giới phẫn nộ trước việc Cộng sản tiếp tục y án bản án 10 năm cho một người phụ nữ, là một người mẹ với hai đứa con, hoàn toàn không có một vũ khí trong tay ngoài tấm lòng yêu nước của cô, đứng lên bảo vệ cho nhân quyền, dân quyền và môi trường. Vì thế, cộng đồng San Jose, người Việt Nam tại Bắc Cali San Jose, trong suốt 2 năm qua, kể từ 30 tháng 4 năm ngoái, chúng ta đã cùng nhau tổ chức lần đầu tiên đem thắp nến tại City Hall. Và ngày hôm nay cũng là kỷ niệm của lần 84, và cũng nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế nhân quyền, quý vị đã đồng ý tổ chức một 24 tiếng đồng hồ tuyệt thực và canh thức từ trưa nay, tối nay tại trung tâm Cộng đồng Việt Mỹ và tiếp tục ngày mai. Vì thế, mày đang live stream thị trưởng San Ricardo cùng với toàn thể nghị viên Hội đồng thành phố San Jose và nghị viên Nguyễn Tâm đặc biệt quận 7 xin trân trọng gửi đến quý vị bản tuyên dương ngày hôm nay để đánh dấu nỗ lực đấu tranh không ngừng cho dân quyền, tự do dân chủ của cộng đồng người Việt Nam Bắc Cali nhân dịp ngày quốc tế nhân quyền. Nhân dịp kỷ niệm ngày 69 quốc tế nhân quyền, chúng tôi thay mặt cho thượng nghị sĩ gửi đến quý vị là lời chúc mừng, là chúng ta đã cùng với thượng nghị sĩ để đấu tranh trong suốt của nhiệm kỳ qua của bà đã có những thành tích rất là đáng tự hào, rất là đáng phấn khởi. Và hôm nay chúng tôi cũng biết được một số vị trong nhóm thiện chí, trong ban tổ chức, cũng như một số vị từ các tiểu bang xa về như Linh Mục Nguyên Thanh, như vợ ông Cao Xuân Khải, ông Phạm Đăng Anh từ Yên Nam Cali,
do đó và một số vị nữa, cho nên Thượng nghị sĩ đã có nhà ý để vinh danh sự đóng góp của vị đó, của những người đó trong cái dịp mà thay mặt cho Thượng nghị sĩ hôm nay. Thì đây là một số người tiêu biểu để đại diện cho ban tổ chức cũng như đại diện cho các vị chính khách.